Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa trang fanpage trên Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha. Rồi khi các bạn đã vào Facebook rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục ba gạch là cái mục menu này, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái trang của mình nha. Rồi bước này các bạn bấm vào chuyển để cho nó chuyển sang trang của mình. Hoặc là các bạn bấm cái mục trên đây cũng được. Rồi các bạn bấm vào trang của mình. Rồi vậy nó đã chuyển vào trang của mình nha. Bước tiếp theo các bạn bấm cái mục ba gạch ở chỗ đây là cái mục menu này. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng hình bánh răng cài đặt chỗ đây. Các bạn bấm vào một cái. Rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm đến cái dòng chữ là quyền truy cập và kiểm soát. Rồi các bạn bấm vào nha. Rồi bước này các bạn bấm vào vô hiệu hóa và xóa. Rồi bây giờ các bạn muốn xóa trang fanpage trên Facebook thì các bạn tích vào cái mục ở dưới nha, là xóa trang này. Rồi bây giờ các bạn bấm vào tiếp tục. Xóa trang thì ở đây nó để những cái lý do này nha. Ở đây thì mình sẽ không bấm vào, mình bấm vào tiếp tục luôn. Xóa vĩnh viễn trang. Rồi bước này các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào tiếp tục. Xác nhận đây là trang của bạn thì bước này các bạn nhập lại cái mật khẩu của tài khoản Facebook các bạn vào. Rồi thì sau khi các bạn đã nhập mật khẩu xong, bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Xóa thông tin và trang của shop online 76 này là cái trang của mình nha. Rồi bước này các bạn bấm vào tiếp tục. Xóa trang này, rồi các bạn bấm xóa trang. Rồi vậy là mình đã xóa trang fanpage trên Facebook thành công nha. Bây giờ mình vào lại Facebook này. Mình vào lại cái mục hồi nãy, cái mục trang á. Rồi không còn nữa, mình bấm vào trang này. Đó thì cái trang của mình nó không còn nữa nha. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách xóa trang fanpage trên Facebook. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.